Đánh giá nhanh Land Rover Defender 75 TH Limited Edition, phiên bản giới hạn chỉ có 5 chiếc tại Việt Nam. Chỉ những người mê mệt thiết kế của Land Rover Defender, nhưng không muốn sở hữu một chiếc xe giống số đông, mới chấp nhập chi thêm gần 1 tỷ đồng để đổi lấy sự khác biệt ở bản Land Rover Defender 75 TH Limited Edition. Năm 1948, mẫu Land Rover Series e được giới thiệu tại triển lãm ô tô Amsterdam đã đánh dấu một cột mốc mới cho hãng xe Anh Quốc 75 năm sau đó. Land Rover đã giới thiệu chiếc xe Defender 75TH Limited Edition tại Gaydon, Vương quốc Anh, để kỷ niệm lịch sử trên. Gần một năm sau đó, Land Rover Defender 75TH Limited Edition đã có chiếc xe đầu tiên được mang về nước theo diện chính hãng, và sẽ bán dòng xe này với số lượng đúng 5 chiếc, không nhiều cũng không ít, tạo ra tính độc quyền cho người mua. Giá khởi điểm của Land Rover Defender 75TH Limited Edition từ 6,986 tỷ đồng tăng nhẹ 100 triệu đồng so với công bố trước đó, nhưng chiếc xe trưng bày lại có giá đến 7,23 tỷ đồng vì sở hữu một số đồ chơi nâng cấp. Phiên bản giới hạn kỷ niệm 75 năm trên chiếc xe Land Rover Defender 75 TH Limited Edition sẽ ngay lập tức đập vào mắt người xem, bởi bộ áo rất cá tính, màu sơn Grasmere Green, biểu tượng của những xe Land Rover đời đầu nhưng đây là lần đầu, phiên bản Defender được khoác lên mình màu xanh Grasmere. Màu sắc này vừa tôn lên vẻ đẹp, Đặc trưng riêng của dòng xe Land Rover Defender 75 TH Limited Edition cũng đồng thời gợi nhớ đến bộ áo của xe Land Rover giờ 01 đang được trưng bày trong bảo tàng của hãng xe Anh Quốc nổi tiếng. Tất nhiên không ai sơn một màu sơn cho bản đặc biệt, vì lẽ đó, cản trước của Land Rover Defender 75 TH Limited Edition được phủ màu bạc series cùng với kính riêng tư tối màu và các tấm ốp vòm bánh xe được sơn màu đen nhám, ngoài ra, hốc gió bên hông còn bằng nhựa màu đen, tạo điểm nhấn chưa dừng lại đó, Land Rover Defender 75 TH Limited Edition còn có bản sắc riêng, với bộ mâm với các chấu mâm to bản được nhúng mã Grasmere Green, cùng màu thân xe, điều này giúp cho ngoại hình xe cứng cáp, cá tính thay vì sơn đen để tạo điểm nhấn. Chừng đó cũng hẳn là sự khác biệt lớn, vì thế, logo 75 Years cùng viền màu trắng, nắm ở đuôi xe sẽ là dấu hiệu nhận biết cuối cùng của Land Rover Defender, bản 75 TH Limited Edition. Land Rover Defender 75TH Limited Edition chỉ được sản xuất trên hai biến thể là 90 và 110. 90 là xe hai cửa còn 110 thuộc bản 4 cửa. Ngoài ra, trên nắp capo của xe Land Rover Defender 75TH Limited Edition sẽ có một khoảng được sơn đen và logo 90, hoặc 110 màu trắng sẽ góp mặt. Mở cửa bước vào trong khoang lái, bạn sẽ không thấy các dòng chữ đặc biệt như 75TH Limited Edition chạy trên bậc cửa hay vào đó, hãng xe Anh Quốc chọn bên hồng vách táp lô để gắn lên con số 75 years. Theo chân tôi qua ghế phụ, bạn sẽ thấy bảng điều khiển, trước mặt ghế phụ sẽ được nhuộm màu xanh grass green độc quyền cùng dòng chữ Defender, nhắc nhở người ngồi bên cạnh tài xế đang được trải nghiệm một trong năm chiếc xe Land Rover Defender 75th Limited Edition được bán tại Việt Nam. Màu xanh đẹp mắt này còn được nhìn thấy hai bên thành cửa, cạnh vô lăng, dù độ phủ sóng không nhiều, nhưng cũng gây được sự ấn tượng cho người xem hãng xe Land Rover còn kéo sự độc quyền của Defender 75 TH Limited Edition với ghế ngồi được hoàn thiện, bởi chất liệu rigid màu đen Ebony và bệ trung tâm được bọc chất liệu Robustech, loại vải bền bỉ nhất hiện có trên Defender. Land Rover Defender 75 TH Limited Edition được phát triển dựa trên nền tảng của phiên bản HSE nên sẽ có hệ thống âm thanh Meridian, hệ thống camera 3D toàn cảnh, tùy chỉnh chế độ vượt địa hình, config AI Terrain Response, hệ thống đèn trước LED ma trận, hệ thống thông tin giải trí PV Pro với màn hình cảm ứng trung tâm 11,4 in, hệ thống hiển thị thông tin lên kính lái, Head-up display và sạc không dây. Ngoài ra, tất cả các xe 75TH Limited Edition đều được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh điều khiển điện, ghế chỉnh điện 14 hướng có sưởi và làm mát cho người lái và hành khách, sưởi vô lăng và điều hòa tự động 3 vùng. Đáng tiếc là Land Rover chỉ tập trung nhấn nhá một số khác biệt ở ngoại thất và nội thất xe Defender 75TH Limited Edition mà không đụng chạm gì phần động cơ. Như vậy, Land Rover Defender bản 75 TH Limited Edition sử dụng động cơ xăng P400 in Ium 6 xi lanh, dung tích 3.0 lít, công nghệ xe lai điện nhẹ, MHEV để tối ưu hóa khả năng cung cấp điện và tiết kiệm nhiên liệu, bằng cách khai thác năng lượng vốn thường bị mất khi giảm tốc và phanh. Xe có công suất tối đa 394 mã lực tại 5.500 đến 6.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 550 Nm tại 2.000 đến 5.000 vòng trên phút. Một chiếc xe Land Rover Defender HSE bản 110 sử dụng máy P400 Ingenium sẽ có giá bán chính hãng 6,169 tỷ đồng, nhưng trên Land Rover Defender 75 TH Limited Edition, giá bán của xe khởi điểm từ 6,986 tỷ đồng, tức chênh lệch 817 triệu đồng. Đánh giá nhanh Land Rover Defender 75 TH Limited Edition, chúng tôi nhận thấy mẫu xe này sẽ là của hiếm cho ai thích sưu tập, muốn tìm thấy sự khác biệt và độc quyền sở hữu xe Land Rover Defender. Nhưng chỉ những người mê mệt thiết kế của Land Rover Defender, nhưng không muốn sở hữu một chiếc xe giống số đông, mới chấp nhận chi thêm gần 1 tỷ đồng để đổi lấy sự khác biệt ở bản Land Rover Defender 75 TH Limited Edition. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.